cần review với ăn đi, con đi ăn đi, ăn đi ăn đi, tao review lại cho mẹ ăn thử em nó có vị gì. Ăn đi, cái mẹ mình dầm lâu nhờ. Có cháy hiển gì chút mình mua mua thằng ăn mà hai thằng quay thì bố nó chả ăn được. Ăn đi đi, mà cái hai thằng quay ấy mày ăn một miếng xem nào. Ăn một miếng đi, ăn một miếng thôi. Một miếng thôi. Sao mày bản vậy? Sao mày cũng phải chín to ăn vậy? Một miếng thôi, ăn một miếng thôi. Đánh lên. Thử xem ăn nó như nào nha. Nãi chủ. Ngon không? Ngon không? Nãi chủ. Ngon không? Chỉ gửi ngon không? Anh đang ăn nè. Dọn mâm bàn đi. Cái này mà gọi dầu mùi hy vọng.